thị phần smartphone 5g trong năm 2019, Samsung hiện đang là thương hiệu đứng đầu thế giới về việc sản xuất smartphone 5g, chiếm thị phần trung bình 4 trên 5 thiết bị được bán ra trong năm 2019. Các nhà phân phối khác cũng tham gia trong sản xuất smartphone 5g gồm có Huawei, OnePlus, LG. Tuy nhiên, nói riêng tại thị trường Trung Quốc, Vivo mới thương hiệu dẫn đầu với 54,3% thị phần, vượt xa so với các đối thủ cùng ngành như Samsung chiếm 29%, Huawei chiếm 9,5%. Tại Mỹ, Samsung cũng chưa có được sự tăng trưởng tốt như kỳ vọng do thế hệ Galaxy Fold 5G chưa được bán ra tại khu vực này. Báo cáo khác từ IDC thống kê rằng Samsung vẫn đang giữ vị trí đầu bảng về doanh số smartphone bán ra trong năm 2019, với 75,5 triệu thiết bị. Tiếp theo lần lượt là Huawei và Apple. Sang tới năm 2020, IDC dự đoán bảng xếp hạng 5G sẽ có sự hoán đổi vị trí, do Huawei có thể gặp khó khăn trong việc phát triển 5G. Còn Apple ngược lại sẽ thúc đẩy phát triển mạnh mẽ đối với công nghệ này. Dự kiến sẽ có một tỷ smartphone 5G được xuất xưởng trên toàn thế giới mỗi năm vào 2025.